Xin chào các bạn, mình tên là Phương, là admin của hội Sài Gòn Fortuner. Thì hôm nay sau cái quãng đường mà mình đi off của hội Fortuner từ Sài Gòn ra tới Mũi Né với cái quãng đường khoảng 250 cây và với cái phim cách nhiệt mà Luma mà như hồi sáng mình đã báo là mình sử dụng á, để hôm nay mình trải nghiệm thử nó cái tính năng của nó như thế nào. Thì đến hôm nay mình xin chia sẻ một vài cái ưu điểm của nó như thế như sau. Cái thứ nhất á, là về cái phim này á, khi các bạn dùng á, thì gần như là mình thấy là cái nhiệt độ trong xe của mình á, cái máy lạnh mình mở không cần phải lớn, không cần phải quá lạnh, nhưng mà cái nhiệt độ trong xe vẫn mát rượi cho nguyên ba hàng ghế, rất là mát mẻ. Cái thứ hai là về cái vấn đề mà cái ánh sáng của cái màu phim mà Nano Ceramic S70 này á, cái màu nó rất là dịu, đi trong xe cảm giác ngoài trời rất là nóng bức nhưng mà trong xe mình cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu. Với một cái người cầm lái, mình cầm lái rất là nhiều xe, rất là nhiều dòng xe và nhiều 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 đời xe rồi, nhưng mà khi ngồi vào trong cái khoang lái này á, cái tay mình nó không có bị nóng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái độ chói của nắng vào vào trong người của mình á, cảm giác rất là dễ chịu. Hai cánh tay của mình đây này nó không bị nóng khi mà sử dụng cái loại phim này đó. Với có một cái ưu điểm nữa mà mình xác nhận, tại vì trước đây mình đã có xài một cái xe năm 2016 mà đã dán cái phim này rồi, thì mình dùng á, là mình thấy gần như là đi ban đêm á, cái ánh sáng mà chiếu trực tiếp vào cái xe của mình á, gần như cái độ giảm chói nó cực kỳ tốt luôn, đến mức là gần như anh em không có bị chói cái xe đối diện nó chiếu đèn vào, đặc biệt là những cái xe mà đường dài ánh sáng đèn nó rất là kinh khủng. Nhưng mà khi mình chạy cái dòng xe mà có dán cái phim cách nhiệt của Luma này vào á, gần như là cái độ chói nó không có, nó đỡ được rất là nhiều, cái mắt của mình nó khỏi phải điều tiết, và cái quãng đường từ đó anh em chạy được dài hơn mà anh em không bị ngoại mắt. Đó là những cái ưu điểm mà cái Luma mà mình thấy được là từ năm 2016 mình đã dùng rồi. Đến hôm nay cái đợt off của hội Fortuner này mình đã dùng lại thêm một chiếc xe khác nữa cũng với cái dòng phim như vậy, nhưng mà với cái tên mới là Nano Ceramic S70 của Luma. Thì vài cái mình chia sẻ với anh em như vậy, nó gần như là cái phim này mình nghĩ rằng là với thị trường thì không phải là rất là nhiều loại phim, nhưng mà riêng cái phim Luma này mình và một số người bạn của mình mình đã giới thiệu cho các bạn mình xài á, thì gần như ai cũng có một cái quan điểm như vậy hết á. Thì cho nên nếu mà được á, các bạn cứ thử cái dòng phim này coi người ta quảng cáo có đúng như vậy hay không. Với bản thân mình thì mình thấy rằng cái quảng cáo của Luma là đúng theo cái cảm nhận của mình.